Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đang sống khép kín cùng vợ ở nước ngoài. Kinh tế đô thị, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đang có cuộc sống khép kín trên một ngọn đồi ở Mỹ cùng vợ và không dùng điện thoại. Nhắc đến tên tuổi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, người yêu nhạc sẽ nhớ ngay tới những bản tình ca bất hủ được nhiều thế hệ yêu thích như Đêm Khúc Cuối, Bản Tình Cuối, Chiều Nay Không Có Em, Áo Lụa Hà Đông, Giọt Nước Mắt Ngà, Mắt Biếc, Gián Ngọc, Tuổi 13, Mùa Thu Cho Em, Bản Tình Ca Cho Em, Trên Một Góc Trời. Trong buổi chia sẻ thông tin về đêm nhạc Mắt Biếc kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ, theo tôi biết, chú có sức khỏe tốt. Ở Mỹ, chú là người có cuộc sống khép kín, đơn giản. Nhà của chú ở trên đồi cao ngoại ô, không phải ở thành thị. Tôi có cảm giác chú thấy như vậy là mãn nguyện rồi. Người lớn tuổi như chú mà có thể trả lời email tức là sức khỏe tốt, mắt tốt. Tôi hy vọng chú khỏe, thánh thơ và sống hạnh phúc. Tất cả sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đều về một bóng hồn duy nhất, người bạn đời sâu sắc của ông. Từ khi hai người gặp nhau cách đây 20 năm, chú đã mãn nguyện và không viết bài nào nữa cả. Chú đã trả lời nhiều báo chí, truyền thông Mỹ là cảm xúc của chú đã hết rồi. Tất cảm xúc của chú đã dồn cho vợ nhạc sĩ Nguyễn Quang cho hay. Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Quang, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là người duy nhất không biết không dùng điện thoại. Đảm trách vai trò tổng đạo diễn chương trình live concert kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên là nhạc sĩ Nguyễn Quang. Anh sẽ đem tới đêm nhạc những bản phối và ý tưởng mới mẻ về dàn dựng sân khấu. Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho hay, tôi cảm nhận âm nhạc Ngô Thụy Miên có giai điệu rất đẹp, tình cảm, lãng mạn. Lời bài hát buồn mang mát nhưng không có sự đau khổ, oán hận, bi thương mà luôn chờ mong ngày gặp lại và ngày mai tươi sáng tốt đẹp hơn. Với tôi, âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên rất gần gũi, giống như chính âm nhạc của ba tôi, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Nhà sản xuất Ngọc Châm chia sẻ cũng có thắc mắc vì sao Mắt Biếc ít ngôi sao thị trường. Tuy nhiên, concept chương trình là tôn vinh tác giả tác phẩm nên bà ưu tiên cho kịch bản sân khấu, hòa âm phối khí và đặc biệt là những giọng ca tài năng trẻ tuổi. Vì vậy, trong live concert Mắt Biếc, cùng với giọng hát của danh ca Elvis Phương sẽ có những ngôi sao trẻ của làng âm nhạc như ca sĩ Phương Phương Thảo, Sao Mai Lê Việt Anh, Huy Quyết, cùng những giọng ca như Tuấn Anh, Trần Tuấn Hòa, Diệu Thúy, Phương Anh, Bách Nguyễn, Ngọc Châm và một số giọng ca trẻ như Trí Anh, Ngân Thùy, Nhật Trường. Đêm nhạc kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên mang tên Mắt Biếc được tổ chức vào 20 giờ ngày 12 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ tiếp nối dòng chảy âm nhạc vào tháng 8 mùa thu Hà Nội.